Thưa quý vị và các bạn, thơ thiền là một thể loại ít người có duyên để có cảm hứng viết thơ. Chùm thơ thiền của giáo sư tiến sĩ Hoàng Quang Thuận là một cảm xúc lạ của một nhà khoa học với cõi thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tứ thơ, giai điệu, cảm xúc của anh về cõi thiền ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xúc cảm non thiêng. Núi đồi trùng điệp, tiếng thác reo, ẩn khuất rừng già, dốc treo leo, đại ngàn cảnh trí thiên kỳ vĩ, tùng thông dợp bóng giữa lưng đèo. Danh sơn Yên Tử. Đất Phật cõi thiêng đầy bí ẩn, danh sơn Yên Tử Trúc Thiền Lâm. Ta muốn về đây nơi cảnh cũ, yên trung thủy mặc nước trong ngần, viên gạch hoa cúc đời nhà Trần, phù điêu sư tử xứ hoa vân. Vẫn ba gốc đại ngày xưa ấy, bao năm xa cách vẫn thấy gần. Yên Tử Trường Xuân. Từ bỏ ngôi vua để tu hành, từ cái nhất thời cái hữu danh, vĩnh hằng vô hạn vua tìm đến. Yên Tử Trường Xuân hóa đất lành. Suối tắm trưa hè oi ả, tiếng suối reo, chim ca lành lót giữa lưng đèo, hoa rừng hương sắc hương theo gió, đàn cá xuôi dòng nước trong veo. Đây chính nơi xưa suối Trần, tìm nơi đất Phật để dừng chân. 700 năm đã bao rời đổi, suối đẹp chùa xưa vẫn sắc xuân. Đường rừng cổ thụ vươn cao xòe tán rộng, rừng già nắng lọt đốm hoa rơi, dây leo chằng chịt vắt cành lá, chim rừng líu lót với hương trời. Cây khô răng rắc dưới chân đi, lá mục nồng ngai hoa từ bi. Trên đường lác đác cây tùng cổ, thợ trời khéo đặt cảnh thiên trì. Chùa Một Mái. Một mái chùa xưa giữa trần ai, chênh vênh lưng núi nửa trong ngoài. Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa, bạch vân triền núi một cành mai. Đường tùng. Tùng đa ôm quấn quýt bên nhau, tình yêu muôn thuở chẳng phai màu. Đường tùng cổ kính che đời mát, trải bao sương gió vẫn bên nhau. Đường vào Hoa Yên. Đường đất dải oan vào Hoa Yên, hành lang rừng mở đến cõi thiền. Hai bên trúc mọc dày san sát, thấp thoáng xa xa những bóng đền. Đang trưa không nhìn thấy mặt trời,
mây tụ thành sương, từng giọt rơi văng vẳng, gà rừng chiêm chiếp gọi, cành cao lay động, chú sóc chơi. Chùa Yên Hoa. Xiêu xiêu cây đại trắng nở hoa, đây đúng nơi xưa chùa Yên Hoa. Tần ngần dạo bước vân phong vũ, cảnh cũ người xưa có đây mà. Ngọa Vân Yên Tử là 80 dòng cảm xúc bằng thơ được khơi nguồn từ những bước kinh hành của Hoàng Quang Thuận đến vùng gốc Phật Việt Nam, tông phái Trúc Lâm. Và từ thiền cảnh này, công năng ẩn tánh đã cảm ứng tâm hồn nhà khoa học ngoại đạo, bỗng chốc trở thành thi sĩ. Sơn lâm kỳ thú cảnh thần tiên, vượt 9 tầng mây tới cõi thiền. Đó chính là một trong những căn duyên mà thơ của Hoàng Quang Thuận chỉ cảm xúc với danh sơn Yên Tử. Chùa Giải Oan. Khúc hát thiền ca chùa Giải Oan, rì rào tiếng suối giữa mây ngàn, ngân nga chuông vọng chiều xa vắng, cung nữ ngàn xưa tiếng thở than. Có phải đây là suối Giải Oan, nhà vua đau xót lập đàn tràng, cây đa soi bóng hồn trinh nữ, ngân hà ô thước dặm quan san. Tượng đá An Kỳ Sinh. Ngày xưa, đạo sĩ An Kỳ Sinh tìm đến núi Yên luyện đan linh, ngang qua mắt ngọc rồng rực sáng, ông nhận ra đây chốn địa linh. Hôm sau xuống núi đến mắt rồng, khí thiêng phun tỏa cả thinh không, hoàng kinh chết đứng thành tượng đá, uổng công tu luyện chốn bụi hồng. Núi Voi. Hai bên hai trái núi cửa ngăn, Tử Yên sừng sững chú voi nằm. Núi Voi án ngữ nồm nam thổi, sương phủ thành mây trắng quanh năm. Trong lặng lẽ ngắm nhìn, anh như bị chinh phục trước sự khai mở của tạo hóa. Thác Ngự Dội. Ngự Dội ngày xưa vua tắm đây, từng mây hoa nước cứ tuôn đầy. Bên kia dòng thác vài mươi bậc, nền am rêu mốc đá trên cây. Thác Vàng. Ngọn nước như từ trời đổ xuống, cây rừng khép tán nép bên khe, mảnh trời ngọn tháp thiên thu thủy, đâu biết nơi đây có nắng hè. Chùa Vân Tiêu. Vân Tiêu quay hướng phía tây phương, dãy núi Tử Yên án thành trường, mây trôi lờ lững triền Yên Tử,
tùng xanh lãng đãng bóng trong sương. Mây đến vân tiêu, mây tự tan, chín tầng chùa tháp giữa non ngàn, im lìm trên một ông rùa đá, hoa cười rung cánh khóm địa lan. Chùa Bảo Sái, mịt mù Bảo Sái quyện mây bay, lâu rồi thầy mới trở lại đây, gặp thầy gặp tổ trong mây gió, dừng bước chùa xưa mây trong mây. Tháp cổ, tháp cổ rêu phong lăng mộ tổ, mơ màng chiêm ngưỡng cảnh sườn nam. Ở cuối hồi chùa cây sung cổ, chùm đỏ chùm xanh dưới nắng vàng. Đây là cảm thức hòa điệu sâu xa với sự vật chung quanh mình, là ước muốn giao cảm với cảnh vật đến tột cùng trong trạng thái cô tịch. Am Dược Tiên, tìm về nơi giấu Phật tích tiên, tiêu dao trong cõi động rừng thiền. Giữa trời thảm cỏ xanh ngút ngát, mọc đầy dược thảo núi hoa yên. Thác bạc nên thơ thật dịu hiền, nước hồ trong vắt nắng xiên xiên. Trách dưới cánh rừng tùng xanh biếc, 700 năm trước Am Dược Tiên. Bia Phật, bia Phật nằm bên khóm trúc xanh, bàn cờ mây lót đá tranh vênh, cờ tiên bắc đầu nam tào luận, xương treo dâu bạc giọt long lanh. Cổng trời, cổng trời đá núi xếp tranh vênh, đường hẻm quanh co bước gập ghềnh. Linh sơn yên từ bao đời đó, chùa đồng sừng sững giữa non xanh. Chùa đồng, chùa đồng tọa lạc đỉnh yên sơn, lô xô sóng núi gió mây vờn. Tiên cảnh bồng lai nơi trần thế, rồng vàng ẩn hiện địa linh sơn. Đỉnh non thiêng yên sơn tô điểm đóa trà mi, xú vẹt non cao thật dị kỳ, ốc còng sen nhỏ nằm trong đá. Quốc vương xa lánh cõi trần bi, bậc đá làm thang giỏi thợ trời. Đá hình cá sấu nằm chơi vơi, cá voi ếch ộp thờn bơn dẹt, biển cả đại dương giữa lưng trời. Có lẽ ngày xưa thuở hồng hoang, yên sơn bể biếc của kim hoàng, trải bao biến địa, sông thành núi, đỉnh yên nay thành một bảo tàng. Xuân về, tựa lưng vách núi, chùa Giải Oan. Xuân về rực rỡ cánh mai vàng, mẫu đơn đỏ rực đường lên núi, khoe sắc sau chùa
mấy khóm lan. Mây kết thành hoa răng trước cửa, đại già phủ phục trước sân chùa. Du khách dừng chân vào bảo điện, xào xạc đầu hè bụi lau thưa. Chùa Trình. Cây đa thuở trước gió sương gầy, chùa Trình dốc đá dưới vòm cây. Trước cửa uốn cong dòng suối tắm, sương mờ du khách bước trong mây. Chùa Cẩm Thực. Tam quan đắp nổi linh nham tự, thiền sư có phải đặt tên thầy. Mận chín chĩu cành lúc liễu quả, trứng gà chiếu chít cả trong mây. Linh nham đâu khác nơi tiên cảnh, hồng đỏ như trăm đèn lồng cầy. Nồm nam gió mát lay cành lá, bồng lai tiên cảnh thật nơi đây. Chùa Lân. Xa xa dợp bóng ngõ chùa Lân, ngõ chùa đá lát cuốn bụi trần. Thời gian dòng chảy người qua lại, có được mấy người kẻ tri ân. Dốc Hạ Kiệu. Hạ Kiệu dốc xưa vua Anh Tông, đặt chân yên tử hiếu lễ lòng. Minh mang đỉnh núi cao vòi vọi, mây trắng phủ đầy cả trên không. Lăng Quy Đức. Lăng quay vuông vức bốn mặt thành, ngói hài hai phía dáng thanh thanh. Mặt ngoài đá chạm hoa văn sóng, bệ tháp nằm trên phiến đá xanh. Tầng đầu cửa mở hướng chánh nam, vua Trần nhập diệt cõi niết bàn. Rắn đen một cặp trầu bên tượng, nền lăng xưa chính ngọa Vân An. Hai cây đại cổ dáng hình rồng, đứng nép bên tường đã trổ bông. Hương hoa thơm ngát vườn mộ tổ, ngày xưa tam tổ đã vun trồng. Am xưa. Lách qua kẽ đá nền am, đọt măng mập mạp giữa đá vàng. Bạc ngàn trúc biếc chen hoa nở, gió thổi lau thưa vọng tiếng đàn. Phẳng phiu bãi cỏ mọc xanh rì, tùng lâm yên tử của ca thi. Vườn họa dược thảo hồng xương ngọc, bái vọng thiền môn chẳng muốn đi. Trời quang yên tử. Trên non yên tử ngày trời quang, bức tranh thủy mặc dưới nắng vàng. Nhấp nhô như sóng triền đồi núi, xa xa một dải bạch đằng giang. Trời đất kỳ vĩ lòng xốn sang, gió reo thánh thót những cung đàn. Chùa đồng yên tử trời đất Phật, ưu phiền trần tục thảy tiêu tan. Vua Trần vào yên tử.
xuất gia hành đạo cung Vũ Lâm, về tu Yên Tử Pháp Hương Vân, đạo hiệu Trúc Lâm Linh Yên Tử, tâm pháp lòng nhân tỏa sáng ngần. Núi tuyết ngày xưa Tất Đạt Đa, dã từ cung cấm điện Ngọc Ngà. Ngày nay Thái Thượng về Yên Tử, tâm thành tâm Phật có đâu xa. Ngọa Vân lưng núi, Sơn Môn Yên Tử kính tiếp Ngài, nhân duyên kiếp trước vị sinh lai, điều ngự giác hoàng vua ngộ đạo. Ngọa Vân lưng núi một thiền trai, Yên Sơn vua lập am dược tiên, hồng ngọc cây rừng chế thành viên, Yên Tử non cao thành y viện, cứu khổ chúng sinh khắp mọi miền. Dấu tích vua Trần. Nước chảy xuôi dòng cùng năm tháng, am nhỏ chùa xưa chẳng đổi thay. Dấu tích vua Trần về Yên Tử, một dòng suối tắm giữa trời mây. Trong cuộc sống, người ta thường tìm hạnh phúc trong vật chất, trong quan hệ tình cảm với người, trong vinh quang của danh vọng. Ít ai có thể ngờ rằng có một thứ hạnh phúc chân thật, cao cả, thánh khiết và vĩ đại hơn hạnh phúc kia. Đó là sự an định tâm hồn, lắng sâu trong thiền định. Tiếng mò am xưa vua thiền định, chim rừng buông cánh lặng nghe kinh. Hầu vườn từng đàn ngồi chặt cửa, muôn vật từ bí cõi nhân sinh. Sớm cười mây chơi cùng non biếc, đêm về bến nghỉ lót trăng nằm. Tiếng sáo thiền ca vui bất tận, ngập tràn Yên Tử trăng trong trăng. Nhớ xưa uống chén rượu mơ vàng, xuân về hương ngát hoa mộc lan. Sau chùa tắm cánh nằm trên cỏ, khói sương mờ ảo phải trần gian. Voi quỳ lên vườn tháp Huệ Quang, phủ phục gàn xưa giải đất vàng. Giữa vườn tháp tổ nằm trong nắng, tường sau hoa sứ nếp mơ màng. Hoa cúc gạch xưa đường giác đạo, thời gian mòn chảy dấu chân đi. Hồ tròn mắt ngọc từ muôn thuở, tam tổ trồng sen định yên trì. Dãy núi quanh chùa như áo gấm, chùa trình ấm áp dừa sơn lâm. Khói tòa sương răng mờ nhân ảnh, ý trúc người xưa giống vua Trần. Nước chảy xuôi dòng cùng năm tháng, am nhỏ chùa xưa chẳng đổi thay. Dấu tích vua Trần về Yên Tử, một dòng suối tắm giữa trời mây. Một dải lụa vàng vắt ngang núi, đường vào Yên Tử đã nhấp nhô. Dấu xưa hài cỏ vua Trần đến, đường thiền giác đạo đến bây giờ. Dấu ấn vàng son thời đã qua, dấu tích đời Trần chẳng phôi pha. Thế sự đã bao lần thay đổi, Yên Tử trời cao áng mây ngà.
đêm thu am cỏ mây đầy mây. Sông thưa trăng phủ tấm thân gầy, thái thường thiền sư say giấc mộng, nhạc vàng sáo trúc cõi trời Tây. Tùng cỏ dại bọc quanh am, mấy cây thông cổ giữa non ngàn, hiu hắt cành lau xào sạc vỏ, than thở cùng ai một nỗi oan. Cái luật vô thường và khắc nghiệt, có ai tránh được tuổi thời gian? Bụi trần xót lại trên thông cổ, nền cũ bia xưa gió phủ vàng. Gốc lan dầu cúc trước hiên chùa, trắng vàng rát bạc cánh hoa mơ. Sáo trúc giặt diều buông tiếng ngọc, chim rừng im tiếng nhạn ngẩn ngơ. Sắc thắm hương đưa đóa cúc vàng, bụi trần không giấu tuổi thời gian. Bên hè gió lành trùm sao rùng, tiếng sáo đêm đào của huyền quang. Đời giống mây trôi trên đỉnh núi, phù vân tán tụ một kiếp người. Vinh hoa phú quý vòng tục lụy, bể khổ trần gian kẻ đầy vơi. Tìm đến yên sơn tẩy bụi trần, hào quang tỏa sáng đỉnh phù vân. Ngọa sơn yên tử theo ngày tháng, linh sơn đất Phật mãi trường xuân. Thưởng ngoạn thi vân yên tử cũng là cách đắm mình giữa hoa cỏ, trời mây, non nước kỳ thú, gột bỏ những tục lụy đời thường, vượt lên tầng thượng thanh khí, là cách gạn đục khơi trong, bỏ tà quy chính, tu tâm dưỡng tính, hướng về cõi thiện. Âu đó cũng là cách học thiền vậy. Thank you.